Dạ vâng, xin được gửi lời chào cũng lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh em yêu thích và đam mê sưu tầm đồ lính. Thì hôm nay em sẽ lên cái video chia sẻ cũng như giới thiệu cho anh em về cái mẫu dép dọ của quân đội nhân dân Việt Nam đang sử dụng. Cái mẫu dép dọ rất là nổi tiếng này. Đó. Được rất là nhiều người yêu thích và sử dụng nhá. Nhiều lứa tuổi sử dụng được, kể cả thanh niên tới các cụ già. Thanh niên thì đeo rất là thời trang, trẻ trung đấy, và năng động. Còn các cụ già đeo thì chống trơn trượt rất là tốt, ôm chân nhẹ và an toàn. Đó. Mẫu này thì có hai phiên bản, đó là phiên bản của nam và phiên bản của nữ nhé. Cái màu thì đều giống nhau như này, và cái hình dáng thì nó hơi khác nhau một chút. Đây là mẫu của nam, em chia sẻ mẫu của nam. Đó, về cái bề ngoài rất là bóng đẹp. Đó. Phần đế này thì cái độ bám rất là tốt luôn, nên mọi người rất là yên tâm. Về cái dép dọng con nhu này thì hiện tại có hai đơn vị đang sản xuất, đó là công ty cổ phần 26 và công ty cổ phần 32 sản xuất nhé. Đó là hai đơn vị sản xuất mẫu dép dọ chuẩn và chất lượng nhất để cấp phát cho quân đội. Còn bên ngoài thị trường thì đã có những cái mẫu dép dọ hàng nhái rồi, nhưng anh em cứ yên tâm, đối với hàng nhái thì họ sẽ không có cái logo thương hiệu như này đâu. Đó. Và đi thì cực kỳ là nhanh hỏng. Còn mẫu dép dọ này, xin thưa với mọi người, nó rất là bền. Đó. Chúng ta chịu khó trải thì nó sẽ màu nó sẽ tươi mới như này, kể cả chúng ta có để ngoài trời mưa, màu nó có nhạt đi nhưng ngày hôm sau màu nó lại tươi như này. Và một số địa phương anh em còn sử dụng cái mẫu dép dọ này để họ đi rừng nhá. Đấy, mẫu dép dọ này dùng để đi rừng luôn, trèo đèo đấy, trèo đèo leo núi ấy. Đấy, cái mẫu dép dọ này. Đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái độ đàn hồi của cái dép dọ này rất tốt. Đó. Nó là dạng cao su, pha với lại sợi tổng hợp. Nên nó rất là bền nhé. Rất là bền. Đó. Đi thì nó đi leo đồi, leo núi thì nó bị giãn ra, nhưng để hôm sau nó lại co lại, rất là đẹp luôn. Đó. Thì cũng là một cái video ngắn này, chia sẻ cho anh em về cái mẫu dép dọ rẻ, bền, đẹp, hàng chuẩn của cô Quân Nhu. Đấy. Anh em nào có nhu cầu về cái đôi dép dọ này thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo hai cái đầu số điện thoại bên dưới nhé. Đó. Có đầy đủ size từ 37 cho đến 44, anh em có thể tha hồ lựa chọn. Em sẽ kết thúc ra tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.